Ok, hello tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình. Anh em mình đang đi câu cá mọi người ạ. Hôm nay sẽ câu đơn nhé mọi người nhé, câu cần tre. Đang có một chỗ nước cạn khá là đẹp. Anh em mình, ấy, trông có chim không? Đây là ngoài hồ tự nhiên, hồ thứ hai nhé mọi người. Hồ thứ hai mọi người ạ. Ngon lắm. Mình với Mao Đệ, với Nguyên sẽ câu cần tre. Con dao kia chép với con dao to nhá. Dao to ấy. Chứ mì mà không chép được à? Dao to kia chép với mì tôm. Bây giờ mình bắt đầu câu cá rồi nha. Được câu. Từ lúc được hơn chục con rồi đấy. Tuyệt vời. Cảm ơn anh Trung nhé. Nhìn em đây này, mắt lại cái này. Mắt ăn luôn nhé. Nào, thi đấu không? Thi đấu, bây giờ bắt đầu tính nhé. 22 nhá. Ok. Bắt đầu tính nhá, Kim Cương. Thi đấu gì đấy? 1 lít. 1 lít thì. Ok. Đội nào được nhiều cá hơn là được 1 lít thì. Đúng rồi. Đây cũng đang nhảy này. Cũng cả nhảy 1 lít thôi. Sẽ có một cái kèo là bây giờ đội nào lên cá nhiều hơn nhá. Mình với Mao Đệ. Trong vòng bao nhiêu phút đánh nào đi. Trong vòng 15 phút đi. Bạn 15 phút mình với Mao Đệ một đội. Duy Bốp với lại Tiến Vượng một đội. Đội nào lên nhiều cá hơn sẽ giành chiến thắng. Với trị giá là 5 lít bia. Có một đội chất tế nguyên liệu đấy nhớ mình này. Nhớ. Mang hai gói à? Nói là thua chứ. Anh vào cầm hai gói mà. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Mình nhấc lên để đặt lại dính luôn cả má nữa. Mà ngồi cái nhảy đưa lên bờ. Mẹ mất hai con to nhất.
Nhiều phết đấy, nướng nha mọi người nhá. Ôi giời, con bé này bắt làm gì? Em xa bỏ mấy con đấy. À, nướng xiên. Rồi, cho lên nướng mọi. Đói quá, vừa phải giã mì tôm ăn. Giờ phải có thêm protein cá nữa thì ủa, chấm muối. Ôi giời, mấy con này đốt lên chấm muối bột canh thì thôi rồi. Còn lại gói muối bột canh đâu rồi. Sâu phát ra, đốt. Một em này. Con nhái mà đi vào bắt cá sộp rồi con sộp ăn ngon. Hết 15 phút thi đấu rồi. Hui. Hui. Nướng cá kiểu đặc biệt nhất. Trực trực này. Sổ vào trong anh Nguyên đớp con con. Vâng ơi, nhắm lửa đi, nhắm lửa đi vợ ơi. Vâng ơi. Bật lửa đâu trong trong cái điếu ở trên này. Đấy, ok, anh em thấy quả sâu cá nướng của anh mình đẳng cấp chưa? Dãy. Nướng cá nướng mọi nhá mọi người nhá. Ăn ngọt, ngọt. Đấy. Để này thôi, chín cái nhấp ra luôn. Ôi trời ơi, nhỏ quá. Được 3 con, 2 con thôi. Có nhất thì ra mất. Hai con có nhất là dễ khỏe. Chín rồi nhưng mà nó bé, bọn kia nó lên ăn hết. Đồ sâu luôn, ngon rồi. Kiểm tra xem con to chín chưa nhé. Con to chưa chín. Chưa chín. Đốt tiếp. Con này thì nhỏ chín rồi nhé. Cắn những điều này ngon lắm. Với lại đang đói nữa chú. Tuyệt vời. Sợi. Tuyệt vời. Ngọt thế là biết được. Mời mọi người nha. Mọi người đang mạch câu. Không cần nó đâu. Nó đứt hết. Thì cầm cái dây thôi. Ủa, gấp làm gì? Đấy, cầm cái dây người ta đã thiết kế để. Chọc thịt là chín rồi nha mọi người. Bà điện bà điện rồi. Đấy, gọi bạn lên. Mấy bạn này không biết ăn được. Ừ. Cô ăn cá nướng không cô? Chủ yếu là trình trình con lợn mao đệ nó ăn lắm không đấy thôi. Ăn lắm. Nó vẫn bị nó phát hiện nhỉ. Anh
Anh không câu được con nào đâu. Không làm mà vẫn có ăn. Ngọt mọi người. À quên quên. À, còn một cần thử dưới bốp nữa. Thật sự phải nói là anh rửa tay rồi đấy. Nói cái gì mà ngọt. Mập run rửa tay rồi. Mời mọi người nhá, nhìn đẹp chưa? Ngon rồi nhá. Đây. Đặt lên. Tôi hết đặt xuống đất đấy thằng. Cầm lên. Mẹ đói đến mức đấy à, là mặt kia. Đấy, ngon chưa? Dạ mà. Rồi đấy. Rồi. Tầm này chả có phạt gì cả. Đói. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người ạ. Từ từ thôi. Phần gì bốp ấy? Phần gì bốp ấy? À phần một con trong kia. Phần gì bốp một con trong kìa. Con nhất. Ui trời ơi, con này tuyệt vời. Thế à? Nhớ trong bếp một con. Chó. Con này khả năng phải gạt cứt nó ra đó. Anh em đã bao giờ thưởng thức cá như anh em mình chưa? Ui giời, này. Bỏ cứt đi xong ăn cả bộ luôn nhé. Bị tí nó trắng trẻo nó nảy. Bị tí luôn. Ngon nhé. Ngọt thật. Đi ăn mạnh nhỉ. Ui chúng này. Ngon. Cứt bập cứt. Ừ nhưng mà kèm cứt.